Mặc dù giành được chiến thắng trước West Ham, thế nhưng đây là 3 điểm rất nhọc nhằn khi trên thực tế Quỷ Đỏ gặp rất nhiều sự kháng cự từ West Ham, đặc biệt trong giai đoạn cuối trận khi mà đội khách gia tăng áp lực. Tất cả phải dứt điểm nguy hiểm đều đã bị chặn lại bởi đôi bàn tay của David De Gea. Thế nhưng trước khi De Gea phải làm việc hết công suất, thì trong hàng phòng ngự của Manchester United cũng đã phải đứng vững kiên cường suốt hơn 90 phút bóng lăn. Người nổi bật nhất trong số 4 cái tên ở hàng phòng ngự chính là Lisandro Martinez. Ngay cả khi Marcus Rashford ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, thì trung vệ 24 tuổi mới là người chơi hay nhất. Lisandro Martinez như thổi một làn gió mới vào cách phòng ngự của United. Tinh thần chiến đấu và khả năng đọc tình huống của cầu thủ người Argentina đã giúp anh tạo nên sự khác biệt cho hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ. Sau đây, chúng ta hãy cùng phân tích màn trình diễn đầy ấn tượng của Lisandro Martinez. Mad Dog hàng phòng ngự. Lisandro Martinez làm sáng tỏ vì sao Erik ten Hag luôn điền tên anh trong đội hình xuất phát của Man United. Khi Gianluca Scamacca tung cú dứt điểm ở cự ly 9m, sau đó giơ cao chân không che bóng, nhưng Lisandro Martinez dùng đầu cản phá ngay trước mũi giày của tiền đạo West Ham. Trung vệ người Argentina chiến thắng trong pha tranh chấp nguy hiểm ở khu vực 16m50 với hệ quả là một vết thương nhẹ ở vùng đầu. Martinez đã bị đau nhưng chỉ nằm sân trong chốc lát và nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Đây đã là lần thứ hai trong một tuần Lisandro Martinez làm điều này. Trong trận gặp Chelsea, trung vệ của Man United cũng dùng đầu ngăn cản tình huống đau bóng ngay trước mũi giày của Raheem Sterling. Những pha phòng ngự lăn xả của Martinez một lần nữa chứng tỏ những phẩm chất của trung vệ người Argentina. Với nhiều cầu thủ đi cùng nghi vấn giữ chân cho World Cup thì Martinez không như vậy. Giữ sạch lưới mới là điều quan trọng nhất với anh, bất kể nguy cơ gặp chấn thương. Không như vậy, suốt 90 phút có mặt trên sân, người ta luôn thấy bóng dáng một Martinez thi đấu đầy mạnh mẽ với lối chơi không ngại va chạm. Không chỉ phòng ngự tốt, anh còn đóng góp lớn vào mặt trận tấn công với những đường phân phối bóng cực kỳ hiệu quả. Martinez có 100% khả năng tranh chấp bóng trên mặt đất, 100% không để đối phương qua người, 92% chuyền bóng chính xác, 5 lần tranh chấp tay đôi thành công, 4 pha đánh chặn, 3 lần giải vây, 2 cú tắt bóng và tất nhiên một lần bị giày găm thẳng vào đầu để giải nguy cho Man United. Những thống kê ấn tượng của Martinez trong trận gặp West Ham là minh chứng cho việc Erik ten Hag đang sở hữu một Mad Dog sẵn sàng chiến đấu và chết vì đội bóng. Đá cặp với Maguire không thành vấn đề. Sự năng nổ của Lisandro Martinez đã bổ sung hoàn hảo cho tốc độ và trình độ kỹ thuật của Varane. Thế nhưng giờ đây, anh đang phải đối mặt với bài kiểm tra khó khăn hơn. Một bài kiểm tra có thể nâng tầm hoặc phá vỡ sự nghiệp tại Old Trafford của trung vệ 24 tuổi. Câu hỏi được đặt ra là liệu Martinez có thể chơi hiệu quả nếu không có Varane bên cạnh. Varane đã rời sân ở trận gặp Chelsea. Có nỗi lo sợ rằng chấn thương gân kheo có thể khiến Varane bỏ lỡ phần còn lại của các trận đấu trước thềm World Cup. Rio Ferdinand từng bày tỏ sự lo lắng của anh sau trận đấu đó. Martinez đã lên đỉnh ở mùa này, nhưng Varane mang đến cho chúng ta một điều gì đó khác biệt: tốc độ, kinh nghiệm và thể chất. Tôi nghĩ cậu ấy có thể là một mất mát lớn. Bạn cần hai người trở lại với nhau. Chúng ta đã thấy rằng hai người họ cùng nhau đã tạo nên sự khác biệt. Và Lisandro Martinez đã chứng minh rằng tầm vóc nhỏ bé không thể cản trở khả năng tỏa sáng của anh tại Premier League. Và việc phải sửa sai cho Harry Maguire không phải là vấn đề to tát với trung vệ 24 tuổi. Tinh thần chiến đấu quả cảm của Martinez là sự tương phản hoàn toàn với Maguire, người vừa có màn trở lại đội hình xuất phát Man United lần đầu tiên sau hơn 2 tháng. Trung vệ người Anh chơi không quá tệ, nhưng tỏ ra chậm chạp trong các pha xử lý và vẫn mắc vài lỗi cá nhân. Việc Harry Maguire không được thi đấu nhiều thời gian qua có thể là nguyên nhân dẫn đến sự chệch choạc. Song không thể phủ nhận nhược điểm tâm lý của Maguire. Erik ten Hag luôn muốn triển khai bóng từ tuyến dưới và với một đội hình dâng cao. Thế nên Harry Maguire luôn trở thành vấn đề trong cách vận hành. Chấn thương của Varane và Lindelof giúp Maguire được đá chính và mang dưới sân lưới trước West Ham lại càng cho thấy tầm quan trọng của Lisandro Martinez. Trong khi Maguire ít nhiều bộc lộ sự lúng túng trong lần đầu tiên trở lại đá chính sau 2 tháng, thì Martinez chính là người hỗ trợ dọn dẹp tất cả cho người đồng nghiệp. Có những cuộc đối thoại liên tục giữa tân binh chuyển đến từ Ajax và đội trưởng cùng Man United trong suốt trận. Người hâm mộ không khó để thấy rằng Martinez đã cố gắng thích nghi với Maguire, người đang gặp vấn đề tâm lý thi đấu. Gary Neville thậm chí khuyên của quân Manchester United nên tìm đến bác sĩ tâm lý trị liệu. Tình hình của Harry Maguire có lẽ không tệ đến mức như thế, song
anh rõ ràng cần nhiều hơn sự giúp sức từ đồng đội. Martinez nhận thức được khoảng trống Maguire thường bỏ lại khi trung vệ người Anh lao lên áp sát đối thủ. Có vài khoảnh khắc, số năm phá bóng hay xử lý hụt để tạo cơ hội cho West Ham, nhưng Martinez vẫn kịp bọc lót. Man United chỉ để thủng lưới 2 lần trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Martinez đã chính trong cả 5 trận đấu đó, bất kể người đá cặp cùng anh là Varane, Lindelof hay Maguire. Trung vệ 24 tuổi chứng tỏ anh có thể chơi tốt dù phải đá cặp với bất kỳ ai ở hàng thủ. Đẳng cấp được nhìn nhận. Khi Lisandro Martinez chuyển đến Old Trafford với giá 48,3 triệu bảng vào mùa hè, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra về sự phù hợp của cầu thủ người Argentina với môi trường khắc nghiệt của Premier League. Martinez chỉ cao 1m75 và được xem là miếng mồi ngon với những tiền đạo cao to tại giải đấu này. Những dấu hiệu ban đầu khá tồi tệ khi Man United thua trên sân nhà trước Brighton trong ngày khai mạc và sau đó bị Brentford vùi dập với tỷ số 0-4. Bộ tứ về của họ hai trận đấu này là Dalot, Maguire, Martinez và Shaw. Đối đầu West Ham ở vòng 14, Erik ten Hag lần đầu tiên sử dụng lại hàng tứ về kể trên và Man United giữ sạch lưới. 3 tháng huấn luyện của chiến lược gia người Hà Lan đã cải thiện tất cả và nổi trội trong những cái tên đó chính là cậu học trò cũ tại Ajax. Trận đấu vừa qua tại Old Trafford, David Moyes luôn phiên sử dụng cả hai trung phong cao to là Scamacca 1m95 và Antonio 1m8. Cả hai đều không thể làm khó được Martinez trong những pha sọc đấu. Martinez tìm ra cách để kèm những đối thủ cao to hơn mình bằng cách tận dụng sự linh hoạt của cơ thể, khả năng bật nhảy và cả lối chơi máu lửa, lăn xả. West Ham tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Man United ở cuối trận bởi liên tục là những tình huống nhồi bóng vào vùng cấm. Trung vệ Gareth Southgate tưởng như sẽ vượt qua được Martinez để đánh đầu gỡ hòa nhưng bất thành. Một cú sút căng khác đến từ Declan Rice cũng bị Martinez loại bỏ. Ten Hag đã nói, điểm mạnh nhất của Martinez chính là những pha phán đoán, áp sát nhanh và đầy quyết liệt. Điều này không thể hiện qua mặt thống kê. Nhưng xem Martinez chơi từ đầu chiến dịch, nhận xét từ Ten Hag hoàn toàn có cơ sở. Trung vệ người Argentina đã dùng óc phán đoán, tốc độ, sự chủ động để bù đắp khuyết điểm về thể hình. Lối chơi máu lửa và dựa vào đầu óc của trung vệ người Argentina khiến các Manusian không khỏi phấn khích khi anh chứng minh được rằng dù bản thân không cao nhưng mọi người đều phải ngước nhìn. Chứng kiến màn trình diễn quá độ thuyết phục ở trận gặp West Ham, huyền thoại câu lạc bộ Arsenal, Ian Wright đã dành những lời có cánh cho trung vệ người Argentina. Cậu ấy có phẩm chất phòng ngự mà tôi đã không thấy ở Manchester United suốt nhiều năm. Không chỉ chọn vị trí mà cậu ấy còn cho thấy khả năng chuyền bóng, phân phối bóng tuyệt vời. Martinez chính xác là những gì mà Man United đang cần. Cậu ấy rất mạnh mẽ, chắc chắn và chuẩn xác. Đó là bản hợp đồng tốt. Tôi đã không nghĩ rằng cậu ấy có thể chơi tốt đến như vậy. Trong khi cựu tiền vệ của Man United, Owen Hargreaves thì đồng ý với đánh giá trên của Ian Wright. Martinez đã bổ sung rất nhiều cho hàng thủ quỷ đỏ. Bên trình diễn của cậu ấy trước West Ham có tác động rất lớn đến Maguire. West Ham hôm nay có nhiều pha bóng tích cực, nhưng Martinez đã phòng thủ một cách xuất sắc. Ten Hag thực sự hài lòng về cậu ấy. Những cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian qua của Lisandro Martinez đã được nhìn nhận theo hướng tích cực. Các chuyên gia, bình luận viên chỉ trích anh suốt thời gian qua đều đã có những đánh giá khách quan về cầu thủ sinh năm 98. Hơn thế nữa, để bày tỏ sự ủng hộ với Lisandro Martinez, người hâm mộ Man United đã in một chiếc dao chặt thịt lên quốc kỳ Argentina cỡ lớn và treo trên đường phố. Những Manusian thì gọi trung vệ sinh năm 98 là gã đồ tể của thành Manchester. Từ việc bị hoài nghi rất nhiều về chiều cao, quá thấp để có thể chơi bóng ở môi trường khắc nghiệt, thường xuyên sử dụng bóng bổng. Cuối cùng, trung vệ sinh năm 98 đã dập tan mọi định kiến, qua đó trở thành trụ cột tại Old Trafford. Lisandro Martinez đã sớm thuyết phục được những người khó tính nhất và truyền cảm hứng cho sự hồi sinh của Manchester United dưới thời Erik ten Hag. Sự nghiệp của Martinez tại Man United chỉ mới vừa bắt đầu. Trước mắt sẽ còn rất nhiều thử thách và khó khăn đang chờ đợi quỷ đỏ. Hãy cùng chờ xem Lisandro Martinez có đủ khả năng để cùng Man United tìm lại vinh quang vốn đã quá xa xỉ từ sau thời đại của Sir Alex Ferguson hay không.